Biển Đông, Mỹ tăng cường tuần tra, Việt Nam cân nhắc mọi lựa chọn để bảo vệ chủ quyền. Mỹ đang cân nhắc tới khả năng tăng cường tuần tra ở Biển Đông, để từ đó có thể thách thức động thái quân sự hóa ngày càng gia tăng của Trung Quốc trên tuyến hàng hải này. Lầu Năm Góc đang tính đến một chương trình tự do hàng hải rõ nét hơn gần các công trình mà Trung Quốc xây dựng trái phép trên Biển Đông. Reuters dẫn nguồn các quan chức Mỹ, châu Âu và châu Á cho biết, những động thái này có thể bao gồm hoạt động tuần tra dài hơn, có sự tham gia của nhiều tàu hơn hoặc do thám các cơ sở trái phép của Trung Quốc ở khoảng cách gần hơn. Giới chức Mỹ cũng đang hối thúc các đồng minh và đối tác quốc tế tăng cường triển khai lực lượng hàng hải của mình qua tuyến thương mại trọng yếu trên Biển Đông. Trong khi Trung Quốc củng cố năng lực quân sự trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Một quan chức phương Tây đề cập tới hoạt động tự do hàng hải hồi cuối tháng trước của Mỹ rằng, điều chúng ta thấy trong vài tuần qua chỉ mới là khởi đầu, rõ ràng nhiều hoạt động hơn đang được hoạch định. Lầu Năm Góc không bình luận về các hoạt động sẽ diễn ra, nhưng phát ngôn viên cơ quan này, Trung tá Christopher Logan cho hay, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với các bằng hữu, đối tác và đồng minh để đảm bảo một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do rộng mở. Chiến lược rõ nét hơn của Lầu Năm Góc có vẻ đã bắt đầu. Tháng trước, Mỹ đã điều hai tàu chiến tới thực hiện hoạt động tự do hàng hải gần các cực thể mà Trung Quốc đã chiếm giữ trái phép trên Biển Đông, dù Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm kiếm sự hợp tác của Trung Quốc về vấn đề Triều Tiên. Mặc dù hoạt động này đã được lên lịch từ nhiều tháng trước, tuy nhiên, các hoạt động tương tự đã trở thành thường lệ, nhưng đây là lần đầu tiên hai tàu chiến đồng thời xuất hiện. Lầu Năm Góc cũng đã rút lời mời Trung Quốc tham gia cuộc tập trận đa quốc gia Rim Park sẽ diễn ra ngoài khơi Hawaii. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis đã cảnh báo rằng hành động quân sự hóa Biển Đông của Trung Quốc giờ đã là một thực tế và Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với nhiều hậu quả. Cuối tháng trước, lực lượng không quân Trung Quốc đã đáp các máy bay ném bom xuống đảo Phú Long thuộc quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam trong một cuộc tập trận. Theo ảnh vệ tinh ngày 12 tháng 5, có vẻ Trung Quốc đã triển khai các tên lửa đất đối không và tên lửa chống hạm lên đảo Phú Long thuộc chủ quyền Việt Nam. Một số tên lửa hành trình chống hạm và tên lửa phòng không cũng được Trung Quốc đưa tới căn cứ lớn nhất mà nước này xây dựng trái phép trên quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Phát biểu bên lề hội nghị Shangri-La, Hà Lôi, Viện Phó Viện Khoa học Quân sự Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc trắng trợn thừa nhận Bắc Kinh đang triển khai quân đội và vũ khí trái phép tới các đảo đá ở Biển Đông. Chuyên gia an ninh tại Singapore Tim Huxley nhận định Trung Quốc không làm như vậy chỉ để khiến Mỹ hoặc láng giềng của mình khó chịu, mà gần như chắc chắn họ làm như vậy để phục vụ mục tiêu chiến lược dài hạn của mình, đó là bành trướng sức mạnh quân sự hoặc đảm bảo nguồn cung năng lượng. Các tùy viên quân sự trong khu vực cho biết họ đang chuẩn bị cho các động thái kế tiếp của Trung Quốc, những động thái mà một số lo lắng rằng có thể là lần đầu tiên triển khai máy bay chiến đấu tới quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam hoặc thiết lập vùng nhận dạng phòng không. Giới chức quân sự Việt Nam bày tỏ quan ngại về khả năng Trung Quốc lập vùng nhận dạng phòng không này vì nó đe dọa đến sự toàn vẹn không phận Việt Nam. Reuters dẫn lời Trung tướng Nguyễn Đức Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược, Quốc phòng, cho biết mặc dù Việt Nam lâu nay vẫn hướng tới khả năng giải quyết tranh chấp trong hòa bình, nhưng mọi lựa chọn đều được tính đến nhằm bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lãnh thổ của chúng tôi. Ông nói, thiết lập vùng nhận dạng phòng không là một khả năng mà chúng tôi đã nghĩ tới và đã có kế hoạch để đối phó. Cơ hội Club T sát cánh cùng Passion P bảo vệ biển Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua đã có nhận định cho rằng lữ đoàn 682, đơn vị tên lửa phòng thủ bờ biển thứ tư của Việt Nam sẽ được trang bị BrahMos. Ý kiến trên xuất phát từ một số nguồn tin nước ngoài, đặc biệt là từ chính Ấn Độ cho rằng quốc gia Nam Á này sẽ bán cho Việt Nam các tên lửa hành trình diệt hạm siêu âm PJ-10 BrahMos. Do chưa có dấu hiệu cho thấy kế hoạch tích hợp vũ khí trên cho tàu chiến, nên triển vọng khả thi nhất chính là chúng ta nhập khẩu phiên bản đất nối hải của BrahMos để tác chiến bên cạnh Yakon trong tổ hợp Passion B. Do BrahMos khi bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt đã có giá thành rẻ hơn đáng kể. Nhưng theo các chuyên gia quốc tế, vì chưa giải quyết được vướng mắc trong liên doanh, đáng kể nhất là Nga không muốn chia sẻ lợi nhuận cho phía Ấn Độ mà tên lửa BrahMos chưa thể sớm có mặt tại giải đất hình chữ S. Tuy nhiên, sự chậm trễ trên vô tình lại mang tới cho Việt Nam cơ hội đưa vào biên chế một tổ hợp tên lửa phòng thủ bờ biển có tính năng vượt trội. Tại triển lãm quốc phòng và hàng không vùng vịnh đang diễn ra tại Kuwait, công ty Novator của Nga đã chính thức giới thiệu phiên bản tên lửa hành trình đối đất xuất khẩu Club T với đạn M14E có tầm bắn trên 300 km, tức là vượt ngoài giới hạn của Hiệp ước Kiểm soát Công nghệ Tên lửa và có thể tiệm cận tầm bắn phiên bản nội địa đang phục vụ trong Hải quân Nga.
Ngoài ra, người đại diện của Novator còn cho biết rằng nền tảng tên lửa diệt hạm siêu âm 3M54E với tầm bắn không giới hạn sẽ sớm được tích hợp vào Club T, mang lại sức mạnh vượt trội so với Basin P hay PJ-10 Brahmos. Tên lửa diệt hạm 3M54E thuộc họ Club hay là Calip vẫn được đánh giá cao hơn Yakon hay Brahmos nhờ trang bị động cơ phản lực hai giai đoạn, có thể thực hiện đường bay bám biển với tốc độ cận âm, tạo bí mật rồi đột ngột đẩy cao lên Mach 2,9, khiến đối phương không kịp trở tay. Tính năng này, loại tên lửa dùng động cơ phản lực dòng thẳng như Brahmos hay Yakon không hề có. Này, với tính năng mới, không chịu ảnh hưởng của hiệp ước kiểm soát công nghệ tên lửa, có thể khiến cho đạn 3M54E trang bị cho Club T vươn được tới cự ly 600 km, tức là gấp đôi tầm bắn của hai loại tên lửa trên. Đây là ưu thế không phải bàn cãi. Cho tới thời điểm hiện tại, cặp tàu chiến Gepard 3.9 thứ 3 và thứ 4 dành cho Hải quân Nhân dân Việt Nam vẫn chưa được tiết lộ hệ thống vũ khí sang ngầm biến con tàu trở thành tàu sang ngầm mà lãnh đạo nhà máy Zelenodos, Cộng hòa Tự trị Tatarstan, Cộng hòa Liên bang Nga từng nhiều lần tuyên bố. Các hình ảnh được TASS và truyền thông Zelenodos thường ít khi tập trung vào phần đuôi tàu, thay vào đó là phần đầu. Tuy nhiên, có thể khẳng định một điều rằng chắc chắn những lời tuyên bố của Zelenodos là chính xác, bởi họ là nơi chế tạo các tàu Gepard 3.9 cho Việt Nam, có thể dễ dàng phỏng đoán trang bị sang tàu ngầm của Gepard 3.9, bao gồm sonar, hệ thống định vị thủy âm và vũ khí chống tàu ngầm, gồm ngư lôi hoặc có thể bom phản lực chống ngầm RBU theo truyền thống của Nga. Về sonar, truyền thống các tàu chiến thiết kế hệ thống dò tìm tàu ngầm thường đặt bầu sonar ở đầu mũi hoặc dưới bụng con tàu hoặc kéo rê phía sau. Hiện khó xác định được các tàu Gepard 3.9 của Việt Nam liệu sẽ lắp sonar ở đâu, có thể nó sẽ nằm dưới bụng hoặc có thể là loại kéo rê. Tuy nhiên, về vũ khí, một vài hình ảnh hiếm hoi của các nhiếp ảnh gia Nga cho thấy có gì đó giống như bệ phóng ngư lôi bố trí ở giữa thân tàu, phía sau thượng tầng và cột bùm chính. Bức ảnh này của một nhiếp ảnh gia là Ragulin Vitali cho người ta một cái nhìn rõ hơn, có một cái bệ trông giống bệ ngư lôi truyền thống trên các tàu chiến Nga đặt ở bên hông. Trên nhiều tàu chiến Nga cũng thường bố trí các bệ phóng ngư lôi dọc thân tàu ở những vị trí tương tự. Thông thường, các tàu chiến Nga hiện nay sử dụng các ngư lôi hạng nặng 533mm. Đây cũng là loại ngư lôi mà Hải quân Việt Nam sử dụng phổ biến trên các tàu phóng lôi, tàu hộ vệ sang ngầm và tàu Kilo 636. Ít có khả năng hơn là việc tàu chiến Gepard 3.9 mới của Việt Nam có thể được trang bị hệ thống ngư lôi sang ngầm Paket ENK. Đây là loại vũ khí tác chiến chống ngầm thế hệ mới của Nga, mới chỉ xuất hiện trên một vài loại tàu mới đóng, nhưng Nga sẵn sàng xuất khẩu cho bất kỳ khách hàng nào có nhu cầu. Hệ thống sang ngầm Paket ENK được thiết kế cho nhiệm vụ tiêu diệt tàu ngầm và đặc biệt là cả ngư lôi ở cự ly gần. Nó sử dụng đạn ngư lôi cỡ 324mm, đạt tầm bắn hiệu quả tới 10km với mục tiêu là tàu ngầm và từ 100 đến 800m với mục tiêu là ngư lôi đối phương. Trong ảnh là kiểu bệ phóng ngư lôi của Paket ENK, trông cũng khá giống với trang bị lạ, tương tự cụm bệ bắn ngư lôi trên tàu Gepard 3.9 của Việt Nam. Nói đi cũng phải nói lại, cặp tàu Gepard 3.9 phiên hiệu 011 và 012 đi vào hoạt động trong Hải quân Nhân dân Việt Nam từ năm 2012, không thể nói là không có năng lực chống tàu ngầm. Mặc dù cặp tàu đó không có sonar hay ngư lôi, thế nhưng nó có sân đổ máy bay cho phép triển khai trực thăng chống tàu ngầm K-28, nghĩa là mọi hoạt động sang ngầm phụ thuộc vào chiếc K-28 này. Tất nhiên, cặp tàu Gepard 3.9 mới cũng được trang bị sân đổ máy bay với trực thăng sang ngầm K-28. Máy bay trực thăng sang ngầm K-28 được trang bị nhiều loại khí tài phục vụ chiến tranh dưới mặt nước, gồm các loại sonar chủ động, bị động, radar, phao thủy âm và vũ khí đa dạng, gồm ngư lôi 400mm, bom chìm chống ngầm. Israel bán khí tài siêu hiện đại cho Hải quân Việt Nam. Theo thông tin của Jens, hợp đồng mới ký kết này là đơn đặt hàng thứ hai nối tiếp thương vụ tương tự được thực hiện cách đây 3 năm. Tuy nhiên, công ty Israel từ chối tiết lộ chi tiết về số lượng cũng như nền tảng của vũ khí sẽ tích hợp khí tài này lên. Diễn biến trên một lần nữa cho thấy, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Israel đang ngày càng được mở rộng và đi vào thực chất. Nhà sản xuất công bố một vài thông số cơ bản của khối cảm biến quang điện hồng ngoại tiên tiến này như sau. Trọng lượng 29kg, được kết hợp giữa camera ảnh nhiệt với zoom quang học liên tục đi kèm camera sử dụng 3 ngày cho chất lượng hình ảnh đầu ra chuẩn HD cùng với thiết bị chỉ thị mục tiêu và đo xa laser. Đúng như tên gọi IC, thiết bị này được tối ưu hóa cho việc lắp đặt trên tàu tuần tra hay phương tiện hoạt động trên biển, có khả năng tích hợp rất dễ dàng vào nhiều nền tảng,
khung bệ khác nhau khiến nó đáp ứng đa dạng các nhu cầu của mọi khách hàng trên khắp thế giới. Thiết bị này được điều khiển bởi một trạm chỉ huy có thể kiểm soát tự động hoặc qua bộ điều chỉnh cầm tay. Các linh kiện được thiết kế với độ bền đặc biệt nhằm chống chọi lại tác động từ môi trường hoạt động khắc nghiệt, cung cấp hiệu suất làm việc rất cao. Trạm chỉ huy CU thường được gắn cố định nhưng hoàn toàn có thể dùng đường cáp kết nối để cho phép nó di chuyển trong phạm vi ngắn. Với thiết bị đo xa và chỉ thị mục tiêu laser được tích hợp, có thể nhận thấy khí tài đặc biệt này phù hợp cho việc tích hợp lên trạm vũ khí điều khiển tự động như súng, pháo. Hiện tại trên một số tàu tuần tra của Việt Nam có gắn bệ pháo 23mm ZU-232 hay súng máy 12,7mm điều khiển từ xa. Nếu được bổ sung IC-40HD thì khả năng tác chiến của chúng sẽ tăng thêm rõ rệt. Bên cạnh đó, còn có một số dự đoán cho rằng khí tài trên được sử dụng như thiết bị bổ trợ cho tên lửa phòng không vác vai gắn trên bệ phóng cố định được lắp đặt trên tàu hải quân. Hy vọng rằng sẽ sớm có những hình ảnh chính thức của một loại vũ khí nằm trong biên chế Hải quân Nhân dân Việt Nam tích hợp trạm cảm biến quang điện hồng ngoại IC-40HD siêu hiện đại này của Israel. Quý vị và các bạn thân mến, hiện nay Hải quân Nhân dân Việt Nam đã tiếp nhận chiếc tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 đầu tiên của cặp thứ 2, chiếc thứ 3 và dự kiến chiếc còn lại sẽ về tới cảng Cam Ranh vào tháng 1 năm 2018. Sau khi tiếp nhận đủ hai cặp Gepard 3.9, thông tin từ phía Nga cho rằng Việt Nam có thể ký hợp đồng đóng tiếp cặp hộ vệ hạm này với cấu hình vũ khí mạnh hơn rất nhiều. Như một động thái mang tính chất chào hàng, Nga gần đây đã chính thức giới thiệu mô hình của tàu Gepard 3.9 nâng cấp. Nhìn trên mô hình dễ nhận thấy, chiếc Gepard này có hỏa lực đối hạm, đối không và chống ngầm rất lợi hại. Phía trước tàu có bệ phóng đa năng UKSK tích hợp 8 đạn tên lửa hành trình chống hạm siêu âm 3M54E Club N, tầm bắn 220 km, tốc độ lớn nhất Mach 2.9, mang theo đầu đạn nặng 200 kg. Ở chính giữa là 16 bệ phóng thẳng đứng của tên lửa 9M317ME thuộc tổ hợp Stealth 1, tầm bắn 50 km. Ngoài chức năng phòng không thì nó có thể đảm nhiệm vai trò tên lửa chống hạm tầm ngắn nhờ hoán đổi chức năng tấn công mục tiêu bám biển. Ngoài ra, tàu còn được trang bị 4 ống phóng ngư lôi hạng nặng cỡ 533mm, một pháo hạm AK-176MA và hai pháo phòng không siêu tốc AK-630M. Mặc dù sức mạnh của chiếc Gepard này đã vượt trội hai cặp đầu tiên, thậm chí còn qua mặt nhiều chiến hạm 4.000 tấn khác, tuy nhiên nó vẫn còn tiềm năng để trở nên mạnh mẽ hơn. Tàu đã mang tên lửa chống hạm tốt nhất của Nga vào thời điểm hiện tại, nhưng tên lửa phòng không của nó lại tương đối lạc hậu. Hải quân Nga bây giờ không còn tận dụng hệ thống Stealth 1 nữa, mà họ quay sang lựa chọn Redut sử dụng đạn 9M96E và 9M96E2. Trong đó, tên lửa tầm trung 9M96E có tầm bắn từ 1 đến 40 km, độ cao tiêu diệt mục tiêu 0,005 cho đến 20 km, trọng lượng 333 kg, mang theo đầu đạn nặng 24 kg. Còn 9M96E2 là phiên bản nối dài, tầm bắn của nó nằm trong khoảng 1 đến 120 km, độ cao tiêu diệt mục tiêu 0,005 đến 30 km, trọng lượng 420 kg và đầu đạn vẫn là 24 kg như 9M96E. Nhờ cơ chế dẫn đường radar chủ động mà xác suất bắn trúng bằng một đạn duy nhất đối với mục tiêu bay tàng hình có diện tích phản xạ radar thấp, đặc tính vận động cao của tên lửa 9M96E và 9M96E2 lên tới 90%. Ngoài ra, chức năng tấn công mục tiêu mặt biển của hai loại đạn trên vẫn còn nguyên. Bên cạnh đó, kích thước nhỏ gọn khiến cơ số đạn tên lửa phòng không có thể nâng lên thành 24 quả, sử dụng hai loại đạn đánh chặn đặc biệt. Chiến hạm còn tùy chọn được đối với từng mục tiêu khác nhau để đảm bảo tính kinh tế. Rõ ràng nếu được trang bị hệ thống Redut này thay vì Stealth 1, năng lực phòng không của Gepard 3.9 sẽ còn cao hơn nhiều so với cấu hình được giới thiệu ở trên. Báo Trung Quốc bình nóng Nga bàn giao T-90 cho Việt Nam. Trang Sina của Trung Quốc bình luận rằng như vậy, hợp đồng giữa Việt Nam và Nga đã được thực hiện đúng tiến độ. Được biết, trong năm 2016, hai đối tác quân sự lâu năm đã ký hợp đồng cung cấp 64 xe tăng chiến đấu chủ lực T-90. Đây là xe tăng thế hệ 3 đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong hai phiên bản T-90 Việt Nam đặt mua, bao gồm biến thể phổ biến được sản xuất hàng loạt T-90S phục vụ xuất khẩu và cả phiên bản xe tăng chỉ huy T-90SK, chúng được trang bị vũ khí mạnh mẽ cùng các thiết bị điện tử rất tinh vi và hiện đại. Trên thực tế, từ nhiều năm nay đã có những đồn đoán cho rằng
Hà Nội sẽ sớm đặt mua T-90 để trang bị cho quân đội nước mình sau khi họ đã có các cuộc tiếp xúc với nhà sản xuất Nga hay tìm hiểu kỹ tính năng trên các xe tăng cùng loại của Ấn Độ. Báo này cho rằng so với Hải quân, Phòng không Không quân thì rõ ràng thời gian qua, mức độ hiện đại hóa của lục quân Việt Nam là chưa tương xứng. Binh chủng tăng thiết giáp nước này chủ yếu vận hành loại T-54-55, một lượng nhỏ T-62, thậm chí vẫn còn duy trì cả T-34-85 cùng pháo tự hành ASU-85 đã quá cũ. Khi chưa công bố việc mua sắm T-90, Việt Nam đã thực hiện dự án nâng cấp xe tăng T-54-55 dựa trên công nghệ của Israel. Đã có ít nhất 4 nguyên mẫu của chiếc chiến xa này được giới thiệu với các cấu hình vũ khí khác nhau như mang pháo 105mm M68 hay vận dụng nguyên pháo D-10T2S cỡ nòng 100mm. Nhưng phải nhìn nhận thực tế rằng đây chỉ là giải pháp mang tính tình thế vì số T-54-55 hiện đại hóa này không thể so sánh khi đặt cạnh T-90. Bởi vậy Việt Nam đã đặt hàng mua đợt đầu với số lượng như trên và có thể còn mua sắm các lô hàng tiếp theo. Tờ Sina lưu ý rằng Nga thông báo việc bắt đầu bàn giao xe tăng T-90 cho Việt Nam diễn ra ngay sau khi Thái Lan nhận được những chiếc VT-4 đầu tiên. Có thể thấy rằng Nga đang lo ngại trước năng lực sản xuất của Bắc Kinh, nên họ phải chứng minh rằng mình cũng có khả năng đáp ứng đơn hàng của đối tác một cách nhanh chóng. Hợp đồng mua xe tăng VT-4 mà Thái Lan ký với Trung Quốc bắt nguồn từ nguyên nhân cơ bản là Ukraine không tuân thủ tiến độ giao hàng, khiến Bangkok không thể kiên nhẫn lâu hơn được nữa. Sina kết luận Nga hẳn phải rút kinh nghiệm từ trường hợp trên để đẩy nhanh tốc độ thực hiện hợp đồng với Việt Nam. Theo báo Phòng không, trong chuyến thăm nhà máy A-32 hôm 31 tháng 10, Trung tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân đã biểu dương kết quả mà nhà máy A-32 đã thực hiện trong thời gian qua như hoàn thành giai đoạn 2 dự án sửa chữa lớn, tăng tổng niên hạn sử dụng máy bay Su-27 và máy bay Su-30 MK2, sửa chữa các loại máy bay dòng Su-22, sửa chữa xe máy đặc chủng, đồng thời yêu cầu nhà máy tiếp tục nghiên cứu, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, làm chủ dây chuyền công nghệ sửa chữa các loại máy bay Su-27, Su-30, nghiên cứu sửa chữa các khối vật tư cho các đơn vị trong quân chủng. Như vậy, cùng với việc sửa chữa, Việt Nam đã đạt được bước tiến lớn khi tăng niên hạn sử dụng cho cả Su-27 và Su-30, những chiến đấu cơ tối tân nhất hiện nay trong không quân Việt Nam. Việc sửa chữa và nâng cấp chiến đấu cơ do phân xưởng 6 thuộc nhà máy A-32 thực hiện. Phân xưởng 6 là nơi tổng lắp ráp, kiểm thử, bay thử cho máy bay Su-27. Ngoài ra, phân xưởng còn sửa chữa cục bộ, tăng hạn sử dụng thay form, chất chống cháy nổ thùng dầu của máy bay chiến đấu và cơ động sửa chữa nắp buồng lái do máy bay Su cho các đơn vị. Đại úy kỹ sư Đinh Văn Hoàng cho biết, hiện nay, đơn vị đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật như máy kiểm tra lá hướng dòng động cơ Su-27, chế tạo mới máy tạo áp thủy lực, xe tháo lắp, bộ dụng cụ tháo lắp động cơ. Phân xưởng đã cùng với các đơn vị trong nhà máy sửa chữa lớn và tăng tổng niên hạn sử dụng và bay thử thành công cho máy bay Su-27 số hiệu 8526, tăng hạn sử dụng cho 10 lượt máy bay Su-27. Ngoài ra, nhà máy còn sửa chữa tăng cường cho hệ thống nhiên liệu trên 4 máy bay Su-30 và khắc phục nhiều hỏng hóc của các loại máy bay khác. Việc kéo dài niên hạn sử dụng và nâng cấp thành công chiến đấu cơ thể hiện trình độ vượt bậc của Việt Nam. Tuy nhiên, nó không phải là điều bất ngờ, bởi ngay từ năm 2016, trang tin quốc phòng VPK của Nga đã cho biết Việt Nam sẽ tự sửa chữa và nâng cấp tiêm kích Su-27, Su-30 tại nhà máy mới ở Đà Nẵng. Theo đó, Việt Nam đang xây dựng năng lực cho bảo trì, sửa chữa cơ bản các tiêm kích Su-27 và Su-30 để thoát khỏi việc gửi máy bay ra nước ngoài. Trang VPK cho biết, việc tự sửa chữa nâng cấp máy bay trong nước sẽ làm tăng đáng kể mức độ sẵn sàng hoạt động của máy bay chiến đấu. Trong phóng sự Cơ hội và thách thức của phát triển công nghệ quân sự trước cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa phát sóng trên kênh truyền hình quốc phòng, UAV mục tiêu bay VT-800 do Viettel nghiên cứu chế tạo đã được lên sóng với đầy đủ thông số chi tiết. Cụ thể, VT-800 có chiều dài 4,07m, sải cánh 2,3m, khối lượng cất cánh 330kg, thời gian bay 90 phút, vận tốc tối đa Mach 0,85, độ cao tối thiểu 6m, độ cao cực đại 10.500m, hệ số quá tải tức thời 8G và liên tục là 6G, khối lượng tải tối đa trên 60kg. UAV VT-800 là bước tiến dài trên con đường tự chủ phương tiện bay không người lái của Việt Nam, giúp cho các đơn vị phòng không không quân có thể nâng cao điều kiện huấn luyện tác chiến giống với thực tế nhất. UAV VT-800 có những nét dựa theo bia bay Mirage 100/5
là sản phẩm của nhà sản xuất máy bay không người lái Thales Galileo, liên doanh giữa Anh và Italia. Nó được xếp hạng vào hàng ngũ top đầu thế giới về chất lượng vào thời điểm hiện tại. Chiếc UAV này có khả năng mô phỏng hoàn hảo đường bay của các loại phi cơ hay tên lửa hành trình tiên tiến nhất. Nó đang được quân đội Anh, Italia, Đức, Pháp và nhiều nước NATO khác lựa chọn làm khí tài tập bắn tiêu chuẩn cho các hệ thống vũ khí phòng không của mình. Mirage 100-5 được tin dùng do có thể triển khai dễ dàng từ giá phóng đơn giản, thuận tiện thu hồi để sử dụng thêm nhiều lần thông qua dù hãm tích hợp trong thân. Ngoài đường bay thao diễn linh hoạt phù hợp để tăng độ khó cho các tổ hợp tên lửa, pháo phòng không tối tân, chiếc UAV này còn có chức năng xuyên qua 17 dạng pháo sáng, thường trang bị cho chiến đấu cơ, từ đó giúp đánh giá tốt hơn thiết kế của nhà sản xuất. Khí tài trên được trang bị hệ thống điều khiển hiện đại, kiểm soát chặt chẽ bởi một trạm chỉ huy đặt dưới đất, cho phép lập kế hoạch nhiệm vụ, tái tác vụ và phản ứng tức thời trước các yêu cầu đột xuất trong tình huống luyện tập. Mirage 100-5 thường xuất hiện trong các cuộc diễn tập có huy động các tổ hợp vũ khí tối tân của châu Âu như Samte, Mika, Mantis. Thậm chí, nó còn được dùng làm bia bay cho tên lửa không đối không Iris-T tập tiêu diệt. Việc tập đoàn viễn thông quân đội Viettel chế tạo thành công bia bay VT-800 dựa theo thiết kế Mirage 100-5 sẽ giúp cho bộ đội phòng không Việt Nam có cơ hội luyện tập theo đúng chuẩn thế giới, từ đó nâng cao năng lực tác chiến, bảo vệ vững chắc bầu trời Tổ quốc. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ. Xin chào và hẹn gặp lại.